nếu bạn người giáo phụ ăn thâu này để phục vụ địa hòa, cú tu cần, ác cú tu cần, để nạp giới mà giáo này về suy yên, nếu bạn giáo chân này san đa ra lệ, lưu chân tâm này để tận nạp lưu khó mà đó là, san đa này, tận nạp này ở trên xa xứ, san đa xứ là chân này, đó, xa chân đa này tụi nhà cũng bây chân là thì chân này cứ là tụi mình được xem ra chỉ có nó lúc chân này xơ ra vậy, cô tô nhân này xơ ra rồi tụi mình được xem ra chỉ có cô tô nhân này xơ ra cho nó, ta nào phải giàu ta bây chân này xơ ra cho nó sanh ra, rồi nếu mà cô lúc chân này xơ ra lại về, nếu mà cô lúc chân này xơ ra, khả năng là cô sống lúc chân này xơ thì về về, nếu mà mang khả năng mình xử lý khá nào mới chịu, khá nào cũng sung lúc chân này xong rồi, tâm ấy sẽ bám mắm ông bà, mà bà đó nếu mà muốn lúc chân nào xong, san đa là phải để chân nào mà chịu phu, tối đó nếu bạn nằm Brahman du khan, nếu bạn sợ tì chăn nào ra vậy, mà ôi ya vu mà na ya vu mà đi ya vu rồi, bút rồi rồi đuôi đuôi bị rồi, nếu bạn muốn, ô, nếu bạn xem mà hậu đệ, bỏ nó, mà ôi vu mà đi ya vu rồi là đi đuôi bị rồi. Lúc trên thế giới nó tận nào bà con bà này nè bỏ từ đi mà tận nào bà con bà này, em để cho anh lên, xin linh mà tao ấy nấy mà tao ấy này lúc hả xin đi đấy, nó